Việc kết hợp sử dụng các sản phẩm trị mụn với nhau nhằm tăng hiệu quả trị mụn được rất nhiều người áp dụng. Tuy nhiên, bạn cần tìm hiểu kỹ các thông tin về những sản phẩm mà bạn có ý định kết hợp chúng. Hiện nay, có rất nhiều câu hỏi thắc mắc Cleansit C dùng với Mega Duo được không? Cách kết hợp như thế nào sẽ mang lại hiệu quả trị mụn tốt nhất? Trong video này, shop sẽ hướng dẫn bạn cách kết hợp Cleansit C và Mega Duo này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nếu làn da mịn màng của bạn bỗng nhiên nổi mụn li ti, mụn viêm nhẹ hoặc muốn duy trì sau quá trình điều trị mụn, còn chần chừ gì mà không kết hợp ngay Mega Duo và Cleansit C trong chu trình chăm sóc da hàng ngày? Bạn có thể tham khảo cách kết hợp sau. Buổi sáng, trước khi tiến hành bôi kem trị mụn, bạn nên rửa sạch tay và mặt bằng sữa rửa mặt chuyên dụng, sau đó bôi lên một lớp toner để cân bằng lại độ pH trên da. Chờ cho da khô, rồi bôi một lượng kem Mega Duo tương đương với một đốt ngón tay lên vết thương. Tiếp đó, vỗ nhẹ nhàng cho da thấm dưỡng chất và chờ 10 đến 15 phút rồi mới bôi kem chống nắng lên. Buổi tối, sau khi làm sạch da mặt như các bước trên và thoa toner, bạn bôi Cleansit C với một lượng tương tự như Mega Duo. Cuối cùng, bạn kết thúc chu trình chăm sóc da của mình bằng một lớp kem dưỡng ẩm nhẹ nhàng nhé. Kem trị mụn Cleansit hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị mụn Cleansit hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.